kem dưỡng cho da dầu, mụn luôn là điều mà các chị em khá quan tâm, nhất là trong thời hè này. Kem dưỡng cho da dầu, mụn phải đảm bảo tiêu chí kiểm dầu, cung cấp đủ độ ẩm và phải lành tính. Và mình đã tìm ra loại kem dưỡng phù hợp với các tiêu chí trên. Kem dưỡng SVG Sebiac La Mat Poze. Đôi nét về thương hiệu SVG. Thương hiệu SVG được thành lập năm 1962 tại Pháp. Đây là một trong những dòng mỹ phẩm chăm sóc da chuyên nghiệp dành cho da mụn và da nhạy cảm nổi tiếng giống với La Roche Posay, VC. Với thành phần có nồng độ hoạt chất cao và khả năng hiệu quả trên da của các thành phần trong sản phẩm có kết quả khá rõ rệt. Các sản phẩm của hãng khá đa dạng và được chia làm 7 dòng sản phẩm chuyên biệt: làm sạch, dưỡng ẩm, trị mụn, chống lão hóa, xóa mờ thâm nám, giảm nếp nhăn, dưỡng thể. Một số sản phẩm SVG nổi bật bạn có thể tham khảo như nước tẩy trang SVG, kem chống nắng SVG, gel chấm mụn SVG. Được đánh giá cao và đang được rất nhiều chị, em phụ nữ và bác sĩ da liễu tin dùng ở 45 quốc gia khác nhau. Kem dưỡng SVG Sebiac La Mat Poze là dòng sản phẩm nổi trội của hãng với những đặc tính rất phù hợp cho những làn da đang gặp vấn đề khác nhau về mụn. Thành phần chính: Gluconolactone 14% axit salicylic, hoạt chất cần thiết và tốt cho da mụn, giúp cải thiện kết cấu da, giảm vết thâm, kháng viêm và vi khuẩn, giúp ngăn chặn sự hình thành và của mụn. 4% niacinamide cũng có tác dụng ngăn không cho sự phát triển của vi khuẩn, hạn chế được tình trạng da bị sưng đỏ do mụn viêm, làm giảm sự lan da của vùng mụn cũ. Mat SG 2% điều hòa và bình thường hóa sự điều tiết chất nhờn trên da, quyết định tới da kiềm dầu như thế nào. Các loại đường hút nước cung cấp cho da một độ ẩm da lâu dài đến 72 giờ. Điểm nổi bật, bao bì khá đơn giản, dáng tuýp, nhìn giống tuýp kem chấm mụn bình thường. Đầu lấy kem nhỏ nên dễ dàng điều chỉnh một lượng kem phù hợp. Mọi thông tin của sản phẩm đều được in trên vỏ nên có thể check được hàng thật hay giả. Kết cấu hơi đặc, có màu trắng, khi thoa lên da thấm khá nhanh và không gây ra cảm giác nhờn zip. Kem dưỡng kiềm dầu SVG Sebiac La Mat Poze có hai công dụng chính, vừa có tác dụng cấp ẩm cho làn da, đồng thời điều trị các vấn đề về mụn và giảm dầu trong thời gian sử dụng. Ngoài ra, kem dưỡng còn có khả năng thu nhỏ lỗ chân lông hiệu quả và cho một làn da mềm vừa đủ mà không lo bị bóng nhảy dầu trong ngày hè. Khả năng kiềm dầu tốt nên bạn có thể sử dụng cho cả ban ngày. Kem dưỡng có hiệu quả tẩy da chết dịu khá nhẹ nên dễ dàng kích thích da sản sinh ra tế bào mới và làm sáng da hơn trong quá trình sử dụng. Mùi hương khá là nhẹ chứ không quá nồng mùi hóa học giống các loại kem dưỡng đặc trị cho mụn khác. Tuy nhiên, nếu bạn bị nhạy cảm về mùi thì vẫn nên test da tay trước khi sử dụng cho toàn bộ khuôn mặt. Điểm trừ: sản phẩm không quá phù hợp đối với da khô dù hãng nói là có thể sử dụng co tất cả các loại da. Giá thành ở mức trung với một tuýp không quá lớn, nên nếu dùng bôi khắp mặt thì sẽ hơi hao so với loại kem dưỡng khác. Chất kem khá đặc nên nếu bôi hơi nhiều một chút sẽ để lại các vệt trắng ở trên da. Một vài lưu ý: bạn nên sử dụng các bước dưỡng da đầy đủ như tẩy trang, sữa rửa mặt, toner trước khi sử dụng kem dưỡng để đạt hiệu quả tốt nhất đối với làn da dầu mụn của mình. Với những làn da quá nhạy cảm, nên test kem ra tay xem kem có phản ứng ngứa hay châm chích trước khi quyết định sử dụng cho toàn khuôn mặt. Có thể gặp tình trạng đẩy mụn nếu da bạn có nhiều mụn ẩn trong thời gian đầu sử dụng. Nếu sử dụng da có hiện tượng kích ứng, làm tan mụn viêm hoạt thì nên ngưng sử dụng ngay. Nhìn chung có thể thấy sản phẩm kem dưỡng SVG Sebiac La Mat Poze là một kem dưỡng khá lý tưởng cho các bạn đang gặp vấn đề khá lớn về tình trạng da tiết dầu liên tục gây ra mụn. Nếu bạn đã thử qua nhiều loại kem dưỡng mà không cải thiện giúp da tốt hơn, thì đừng chần chừ mà không thử sản phẩm kem dưỡng tốt như thế này. Mua sản phẩm tại link mô tả bên dưới nhé!